Alo, xin chào anh em, mình là Chiến. Hôm nay Chiến lại có một chương trình giới thiệu sản phẩm mới cho anh em biết về một sản phẩm rất là mới, mới về Spa Mộc. Đó là một cái kính hàng điện tử, và dòng này là dòng nhỏ gọn nha anh em, dòng nhỏ gọn anh em có thể đeo lên mắt nha, chứ không cần phải đeo giống như cái mặt nạ, giống như cái in cầu và tô tàu nha đó. Tại vì trước giờ anh em lại Spa Mộc là chỉ có dòng mắt kính này cho anh em lựa chọn thôi, thì bây giờ bên Spa Mộc sẽ có thêm một dòng kính hàng điện tử loại nhỏ đó, nhìn thì trang kính mát vậy đó, cho anh em có thêm một lựa chọn để có thể là phù hợp với công việc của mình, để cho mình thích hơn, mình làm việc đó là vui vẻ hơn ha. Đây, anh em có thể tham qua. Và sản phẩm này bên Spa Mộc bán hiện tại là 214.000 cho cái kính này nha anh em. Và mình sẽ cui ra cho anh em xem bên trong có những gì nha. Đây, đây là cái kính, đó là một cái kính đó anh em xem, cái trang là kính mát vậy đó. Và dòng này thì thông số trên sản phẩm ghi là cái nó chống tia UV, có thể là tia hồng ngoại gì đó, là tới khoảng 0.1% là rất là cao nha anh em. Và nhiệt độ nó là khoảng 10 đến 60 độ C làm việc, và tốc độ nhận tia của nó là nhận cái ánh sáng nó là đó là 0.5 ms đó. Và khi anh em vừa hàng vô là nó sẽ nhận liền luôn, rất là nhanh, vậy anh em yên tâm về cái độ mà chính xác nó. Và sản phẩm này là anh em lưu ý là bên trong nó không có pin nha đó, không có pin. Thì khi anh em hàng cái tia hàng thì nó sẽ hấp thụ cái ánh sáng của tia hàng đó, và nó tạo ra một cái năng lượng bên trong để cho cái kính này nó hoạt động đó, cho anh em tham khảo. Và chỉ có 214.000 nha anh em. Bên trong mình có một cái mắt kính, một cái hộp với một cái sợi dây để anh em có thể là tháo cái quai đeo hai bên ra, mình có thể đeo sợi dây vô cho nó chắc thêm đó. Và sản phẩm này là sản phẩm của Trung Quốc nha anh em, và được Spa Mộc cũng là tham khảo rồi mới đem về cho anh em thêm lựa chọn. Anh em thích có thể đến là Spa Mộc, địa chỉ là 234 đường Bình Thới, phường 10 quận 1 để anh em trải nghiệm và sắm về mình xài nha. Và mức giá là hiện tại là 214.000 nha anh em. Cái mã sản phẩm đó là TX-009. Anh em có thể lên spamoc.vn anh em tham khảo và mua về xài nha, nếu anh em ở xa. Và địa chỉ bên mình là số 234 đường Bình Thới, phường 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại hotline mình là 028 7300 7368, và số di động là 0901 835 483. Và nếu mà anh em có thích cái video này, có thể là chia sẻ hoặc là đăng ký kênh để cho những anh em khác biết đến những sản phẩm mà có thể là anh em khác sẽ cần. Và đây, anh em có thể xem lại cái mắt kính này nha. Đây, rất là gọn. Và đây là anh em lưu ý là mắt kính hàng điện tử nha anh em, nó tự cảm biến và rất là nhỏ gọn. Ở trước giờ anh em đến đây và tìm thì Chiến đa số đều là báo không có cho anh em cái dòng này. Thì bây giờ anh em đến đây đến Spa Mộc sẽ có thêm một lựa chọn và dòng mắt kính này. Đây, mắt kính hàng điện tử dành cho anh em thợ hoặc là anh em tự làm ở nhà cũng ok hết. Đó, chỉ có 214.000 thôi, anh em có thể mua về và trải nghiệm. Đó. Đây. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu anh em thích thì có thể là like hoặc là bình luận, comment hoặc là chia sẻ video để ủng hộ Chiến nha. Nếu mà có gì đó Chiến sẽ bổ sung sau. Cảm ơn anh em đã xem cái video này. Hẹn gặp lại.